Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại chuỗi chuyên đề bài tập STLipid đề số 05. Và như các em đã biết, cái chuỗi bài tập này của thầy là để giúp, là để hỗ trợ cho tất cả các bạn và các em học giỏi phần STLipid hơn và để nắm chắc được về phần kiến thức này hơn. Ở với chuỗi bài tập thì mỗi một cái đề này thầy sẽ là có 5 câu. Ok, và mình sẽ bắt đầu vào câu đầu tiên, câu số 1. Thủy phân hoàn toàn một lượng triolin trong dịch náo mắt dư. Triolein là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5 trong dung dịch NaOH dư. Sau phản ứng thì thu được glycerol C3H8O3. Số mol là 4,6, khối lượng là 4,6 thì ta sẽ tìm được số mol là 4,6 chia cho 92 bằng 0,05 mol, 0,05 mol. Và m gam xà phòng thì xà phòng nó chính là anh gì ạ, là anh C17H33COONa 3 lần, được chưa, ăn 3 là mắt. Vậy thì hoàn toàn từ số mol glycerol thì mình sẽ tìm được số mol của xà phòng, nó bằng là đây 0,05 nhân 3 bằng 0,15. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được giá trị của m, khối lượng của xà phòng bằng 0,15 nhân phân tử khối của C17H33CONa. 12 nhân 17 cộng 33 cộng 67 bằng 304. 304. Vậy nó bằng nhân với 0,15 bằng 45,6 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. 45,6 gam. Dễ quá các em nhỉ? Dễ quá. Đây là những câu đầu tiên thôi. Nào, mình sang câu số 2 ạ. Thực hiện phản ứng este hóa giữa m gam ancol ethylic C2H5OH với lượng dư axit acetic CH3COOH thì thu được 8,8 gam este là CH3COOC2H5 cộng với lại H2O. Hiệu suất của phản ứng este hóa là 50%. 50% là 50/100. Vậy nó là 0,5. Thế thu được 8,8 gam este thì mình sẽ tìm được số mol este. Phân tử khối của anh CH3COCH5 là bằng 88. Vậy mình sẽ có số mol của nó là 8,8 chia 88 thì bằng 0,1. Vậy hoàn toàn mình tìm ngược lại được giá trị của anh CH5OH ancol ethylic. Đây tỷ lệ là 1 1 thì cái này là 0,1 thì nhân 1 chia 1 bằng 0,1. Thuận thì nhân với hiệu suất, nghịch thì chia hiệu suất, vậy đầu này phải chia hiệu suất. 0,1 chia 0,5 thì bằng 0,2. Vậy mình tìm được giá trị M của C2H5OH bằng 0,2 nhân 46 bằng bao nhiêu ạ? 0,2 nhân 46 bằng 9,2 gam. 9,2 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các em nhé. 9,2 gam. Dễ chưa? Mình sang câu số 3. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm metinacetat CH3COOCH3 và etinacetat CH3COOC2H5. Đốt cháy hoàn toàn ạ thì thu được CO2 và H2O. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch CaOH2 lần dư thì thu được kết tủa là CaCO3. Số mol bằng 25 chia 100 bằng 0,25. Mình có số mol kết tủa chính bằng số mol CO2 0,25. Do ở đây là đề bài cho ở dư. Được chưa? Thế thì mình phải tinh ý thế này này. Mình thấy rằng là CH3COCH3 và CH3COCH5 thì cả hai anh này đều là ethanol đơn hợp. Nên nó đều có chung công thức là CnH2nO2. Và cái bọn này thì luôn luôn có một điểm cực kỳ đặc biệt. Đó là khi cháy thì luôn luôn có NCO2 bằng N nước. Đúng không ạ? Và bằng bao nhiêu ạ? 0,25.
Đây không hề lắm. Và tới đây thì mình sẽ tìm được khối lượng của thằng nước nó bằng là 0,25 nhân 18. 0,25 nhân 18 bằng 4,5 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C, 4,5 gram. Quá dễ đúng không các em? Đây là những cái câu dễ dàng, rất là dễ dàng. Các bạn hoàn toàn bấm máy tính làm cực kỳ nhanh được. Bây giờ mình sang câu số 4. Câu số 4 mới là một vấn đề. Câu số 4 mới là một vấn đề. Hỗn hợp X gồm HCHO này, CH3COOH này, H này, COO này, CH3 này và CH3 này, OH này. Chia M gam hỗn hợp X thành 3 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với lượng dư AgNO3 trong NH3 thì thu được 108 gam bạc. Mình tìm được số mol bạc bằng 108 chia cho 108 thì bằng 1. Vậy số mol bạc bằng 1. Đúng chưa? Số mol bạc bằng 1. Chưa giải quyết được gì. Phần 2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Số mol NaOH bằng 1 nhân 0,5 bằng 0,5. Thì thu được dung dịch chứa muối. Muối à? Vậy muối ở đây chúng ta là gồm CH3CONA và HCONA với khối lượng là 36,8. Cho phần 3 tác dụng với natri dư. Phần 3 tác dụng với natri dư càng đấy thì kết thúc phản ứng thì ta thu được 6,72 lít khí hydro. Số mol hydro bằng 6,72 chia cho 2,4 bằng 0,3. À, thế này thì đơn giản, mình đặt đi. Mình đặt anh này là A, B, C, D. Từ cái số mol bạc này thì mình sẽ suy ra. Đây, từ cái chỗ mà tác dụng với bạc này thì mình sẽ suy ra này. Một anh HCSO ăn 4 bạc, vậy là 4A. Cộng với một anh HCOCS3 này ăn 2 bạc, vậy là cộng với 2C thì bằng 1. 1 dưới kia. Đây là một phương trình. Đúng không? Phương trình số 1. Thế anh này là B thì anh này là B. Anh này là C thì anh này là C. Vậy phương trình số 2 là khối lượng muối. 682B, phân tử khối của CH3CONA là 82B cộng với HCONA là 68C thì bằng 36,8. Đây là cái số 2. Và tác dụng với NaOH, tác dụng với NaOH thì nó chỉ có anh B và anh C tác dụng NaOH thôi. Thì theo tỷ lệ 1:1 hay là bảo toàn bari ở đấy cũng được, là 0,5 thì bằng B cộng C. B cộng C bằng 0,5. Đây là cái số 3. Và cuối cùng, đây tác dụng natri dư thì số mol natri, số mol hydro, hai lần số mol hydro thì bằng số mol nhóm OH cộng số mol nhóm CO. Vậy mình sẽ có B cộng C, B cộng D thì bằng 2 nhân 0,3. Được chưa? Đây là phương trình số 4. Và giải cái hệ này thì mình sẽ đạt đáp án 914. Đây, 4 này, 0 này, 2 này, 0 này, 1 này. Phương trình số 2 là 0 này, 82B này, 68C này, 0D này, 36,8 này. 0, phương trình số 3 là 0A này, 1B này, 1C này, 0D này, bằng 0,5 này. Phương trình cuối cùng này, 0A này, 1B này, 0C này, 1D này, 0,6 bằng. Rồi, mình có A của mình bằng 0,1. A của mình bằng 0,1. B của mình bằng 0,2. C của mình bằng 0,3. Và D của mình bằng 0,4. Được chưa?
Vậy bây giờ đề bài hỏi chúng ta là giá trị của M. Thế thì đây là của mỗi phần, 3 phần bằng nhau. Thế bây giờ mình sẽ tìm được khối lượng của M trong mỗi phần. Đây khối lượng M trong mỗi phần nhá. Thì nó bằng là 0,1 nhân với phân tử khối của HCSO là 30 cộng với 0,2 nhân phân tử khối của CH3COH là 60 cộng với 0,3 nhân phân tử khối của HCOCH3 là 60 cộng với 0,4 nhân phân tử khối của CH3OH là 32 bằng, đây khối lượng một phần bằng 45,8, mà đây là 3 phần bằng nhau nên phải nhân lên với 3, bằng 137 nhân 3 bằng 137,4. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Thực ra câu này không khó, câu này chỉ hơi rắc rối một tí thôi, đúng không ạ? Và nó moi chúng ta kiến thức từ lớp 11. Vâng, đây, đây nó chính là cái lý do mà tại sao các bạn cần phải học thầy ngay từ đầu nhá. Bạn nào muốn tìm hiểu về các cái khóa online cũng như là lớp học live của thầy thì vui lòng có thể inbox cho fanpage của thầy để biết thêm chi tiết, để nhận được sự tư vấn để làm sao học khóa nó logic nhất và giải được nhanh những câu này. Đây là cách thầy giải cho các em hiểu. Là có những cách giải nhanh rất kinh khủng, ví dụ như câu số 5 này này. Chúng ta sẽ có những cách giải năm nha, nhanh cực kỳ kinh khủng. Chúng ta cùng quan sát nha. Ở câu số 5 ạ. Hỗn hợp E gồm axit palmitic C15 H31 COOH, axit stearic C17 H35 COOH và triglycerid X cho M gam E tác dụng hoàn toàn với NaOH dư thì thu được 86,76 gam hỗn hợp hai muối là C15 H31 COOH và C17 H35 COOH. Nếu đốt cháy hết M gam E, thì mình thu được hỗn hợp gồm thì cần vừa đủ oxy là 7,47 gam và CO2 số mol là 5,22 và nước. Và đề bài hỏi là xác định giá trị của khối lượng của X có trong M gam E. Xác định giá trị của X có trong M gam E. Vậy mình phải đi xác định công thức của X, đúng không? Xem nào, câu này nên giải cách nào cho các bạn dễ hiểu nhỉ? Câu này rất hay luôn nhá. Có glycerol này, có khối lượng này. Vậy mình có nên bảo toàn khối lượng không? Một cái phương trình để bảo toàn khối lượng này. Thế thì ra thằng này không nên. Thế thì bây giờ làm này, phương pháp này phải sử dụng phương pháp quy đổi. Thầy sẽ quy đổi cái hỗn hợp E. Được chưa? Về axit nền là HCOH và cộng thêm nhóm CH2 nữa. Và đấy, về axit nền và C3H5OH 3 lần thì để nó mới tạo được thành triester hay là glycerid đấy. Và thằng này cộng thằng này thì nó sinh ra nước, thì chỗ này số mol nước phải là số mol âm. Do bọn này no nên là nó giữ nguyên đây, nó không cần trừ hydro. Vậy thì đặt số mol HCOH này là A, số mol C3H5OH tất cả 3 lần này là B, thì số mol nước nó phải là -3B. Đấy, đây này, -3B này. Và số mol CH2 là C. Vậy thì khi tác dụng với NaOH dư này thì mình sinh ra 86,76 gam muối, thì muối ở đây của chúng ta nó chỉ có thể là HCOONa là amon và nhóm CH2 là C-mon. Thế là mình có một mối quan hệ, đúng không ạ? Phản ứng với oxy, số này không phải là gam, số này mon, thì hết 7,47 thì mình nhẩm được hệ số oxy là một mối quan hệ và sinh ra được CO2 vẫn giữ nguyên là 5,22, thì mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon thì mình sẽ có được phương trình số 2, và nhẩm hệ số oxy thì mình sẽ có được cái phương trình số 3. Thế là xong. Đây chúng ta cùng giải nhá. Hệ 3 phương trình. Khối lượng này 68A cộng với này 14C thì bằng 86,76, đúng không?
Phương trình thứ hai là bảo toàn carbon. A cộng với C cộng với 3B thì bằng 5,22. Và cuối cùng là nhẩm hệ số oxy. HCOH này thì cháy hết bao nhiêu oxy, thì hoặc là chúng ta viết phương trình, hoặc chúng ta sử dụng cái chiêu nhẩm hệ số oxy của thầy nhá, hoặc viết phương trình, thì HCOH này nó ăn 0,5 oxy, thầy nhẩm được. Đấy, carbon này thì nó sẽ là ăn 1 O2 nên nó là 1. Hai hydro này thì chỉ ăn có 1/2 oxy thôi, vậy là đây là 1 cộng với lại HCO mà, thì 1 cộng với lại 0,5 mà trừ đi 0,5 nữa, trừ đi 1 thì còn 0,5 thôi, thì nó là 0,5A. Cộng với lại C thì CH2 này thì 1 carbon thì ăn 2 oxy, 1 hydro, 2 hydro ăn 1 oxy, vậy là 3 mà chia cho 2 thì bằng 1,5, đúng không ạ? Thì nó sẽ là 1,5 C cộng với anh C3H5OH3 lần này thì nó sẽ là C3H8O3, thì nó sẽ là 3 này nhân 2 là bằng 6. 6 cộng với lại 8 chia 2 thì 4, 6 4 là 10. 10 trừ đi 3 là còn 7. 7 chia 2 bằng 3,5. 3,5B. Đấy, hoặc nếu mà các em không, các em hoàn toàn có thể là chúng ta đi viết phương trình cháy nhé, thì bằng 7,47. Hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được A, B, C. Hệ phương trình là 9,1,3,6,8 bằng 14 bằng 86,76 bằng 1 bằng. Ôi chết, nhầm. 68x này, 0 này, 14 này, 86,76 này, 1 này, 3 này, 1 này, 5,22 này, dưới 0,5 bằng này, 3,5 bằng này, 1,5 bằng này, 7,47 bằng này. Ok ạ, A bằng 0,3, B bằng 0,06, C bằng 4,74. Được chưa? Bây giờ đề bài hỏi cái gì? Khối lượng của X có trong M gam E. Chưa xong. Vậy thì ở đây bây giờ thầy đặt chỗ này, là chỗ này thầy ghi nhầm rồi, muối của chúng ta là CONA cơ. Na. Đúng không ạ? Thì ở đây mình đã có là A bằng 0,3 rồi, C bằng 4,74 rồi. Bây giờ thầy đặt anh này là X, anh này là Y, thì thầy sẽ có là phương trình đầu tiên là bảo toàn natri, là X cộng Y bằng này 0,3. Phương trình thứ hai là khối lượng M muối này, 12 nhân 15 cộng 31 cộng 67 bằng 278x. Cộng với này, 12 nhân 17 cộng 35 cộng 67 bằng 306y. Thì bằng 86,76. Vậy hoàn toàn mình tìm được 912. 1 bằng 1 bằng 0,3 bằng 278 bằng 306 bằng 86,76 bằng X bằng 0,18, Y bằng 0,12. Với X bằng 0,18 và Y bằng 0,12 thì mình sẽ thấy này, số mol thằng X bằng bao nhiêu? Đây, số mol thằng X thì nó chính bằng số mol của C3H8. Đây, 0,06 mol. Đúng không? Thì mình nhìn thấy một điều này, 0,18 này gấp 3 lần số mol X. Vậy anh X này không thể chứa 3 gốc C15H31 được, bởi vì nếu chứa 3 gốc C15H31 thì nó sẽ không còn C15H31 dưới dạng axit này nữa. Đúng không? Tương tự như vậy thì anh X này cũng không thể chứa được 2 gốc C17H35 được, bởi vì 0,12 đúng bằng 2 lần 0,06. Nếu mà nó là thằng X chứa 2 gần lần gốc C17H35 thì dẫn đến một điều là thằng X của chúng ta, thằng ngoài này không còn C17H35. Vậy suy ra X bắt buộc phải chứa 1 gốc C17H35 COO và 2 gốc C15H31 COO tất cả 2 lần C3H5. Đấy là biện luận. Và đến đây thì mình sẽ tìm được khối lượng của X trong Mgame. Đấy, nhân phân tử khối này lên thôi. 12 nhân 17 cộng 35 cộng 44 bằng cộng với
12 nhân 15 cộng 31 cộng 44 nhân 2 cộng 12 nhân 3 cộng 5 bằng nhân 0,06 bằng 50,04 gạch. 50,04 gạch. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Ok. Các em thấy kinh khủng không? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cái video mà chia sẻ cái chữa bài tập về ST này. Rất là cảm ơn các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như comment cũng như bình luận. Bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm về các khoa học của thầy thì có thể vào group học thử của thầy nhá. Link kèm ở phía dưới. Ok. Bye bye. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở video ngày mai. Về phần lý thuyết ạ.